Khánh còn kịp. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và bạn ơi, chị Hằng mà bị ung thư đó cả nhà, thì chị đi Sài Gòn trị bệnh, thì chị cũng mới về mấy ngày nay. Thì hôm nay là có gia đình tín hữu ngày sau chuyến Chúa Kitô có trao một số tiền cho chị, cũng như là anh Quà ở Hoa Kỳ và kênh Người Dân Quê gửi tặng cho chị 1 triệu nữa. Khánh còn kiệt sẽ trao số tiền đó cho chị Hằng. Thì bây giờ Khánh mời cô chú anh chị và bạn vào thăm chị Hằng cùng với lại Khánh và anh chị nha. Đi anh chị đi. Đâu? Trời ơi, hai lần không ạ? Hai đâu? Đi rồi về. Hồi đó tôi còn bà còn ở, tôi còn trẻ và tôi cũng dẫn bà con nó cho bây giờ. Dẫn nó cho ha. Dẫn cho ha. Mới rửa nè, mới rửa nè. Đây là Khánh. Anh đây nói đi. Nằm ở bệnh viện nào rồi đó? Luôn rồi, chứ chị đi tuần lễ mà nữa tới giờ đi rồi. Bây giờ ổng không có còn ngồi đến gì được đâu, chỉ nằm nằm mộng. Bây giờ là không có đi được luôn. Không, không có đi đến gì nữa, trên nằm mộng. Mà bây giờ nó xét nghiệm rồi là ổng bị ung thư tiền liệt tuyến, tiền liệt tuyến. Bữa hổm là suy nghĩ dò thôi, rồi nói thẳng bây giờ tới ung thư tiền liệt tuyến rồi, thầy liệt cuối nữa. Ung thư tiền liệt tuyến là cái gì ta? Cái liệu rồi, ở dưới họ dưới. Thận thì chị thời kỳ cuối luôn, suy thận thời kỳ cuối. Suy thận mãn rồi. Bác trai hả? Đang trẻ thận. Nhưng bây giờ chẳng được nữa rồi. Không thể đem nữa, nhờ kim để vô để ra không hả? Không có khẩn trong. Rồi, bật rồi. Chị ung thư rồi, cha chị cũng ung thư. Không biết đâu mới nên đó, người ta xét nghiệm mà lại không biết là ung thư tiền liệt tuyến nên nó lắng nghe tiền tiểu không đấy. Mình giống ống ấy, vậy giống ống cũ rồi. Thì mình gặp viện ở thành phố á, là ổng ở dưới này cũng làm luôn. Nói rồi có mình ở thành phố chẳng nên trời ơi giật giỡn không biết trời không chết. Này chứ bỏ ổng đâu có được, chẳng thà tôi thì còn dự dạo được. Thì ổng giờ phải về lương ba. Giờ ổng chắc thôi bây giờ nó cũng đem về. Sao rồi mày từ bữa đi phố giờ về nó sao? Chung hôm nay cũng hay về rồi mà lại hôm nay có tùm lum với ba cái bệnh dịch á, hôm nay quá trời chứ luôn rồi thử không dám đi á. Sáng mà hai anh em mới mua 50 que test gì test rồi mới đi. Dính đâu không dính hết chứ hôm nay. Thọt quá trời thọt luôn. Không có trời thọt luôn, nếu dính đâu dám chạy tùm lum nữa. Thôi em không có sợ dính nữa. Tại vì thuốc ở trong mình không còn quá chắc không mình không có vô được nữa. Tính ra em cạo tóc vậy đẹp hơn người để tóc à. Coi thấy đẹp, giống chủ gì giống khai tâm á, khai tâm. Em nó vô thuốc rồi nó nóng rồi nó gớt, tóc hết tròn, ngày trước là năm rồi em cũng vậy đó. Còn chứ này nó vô mạnh đó, năm rồi 21 là em mới vô, chứ này mỗi ngày vô. Sao tóc rụng rồi, nhưng mai nó rụng đó. Cái này hả? Còn cái thôi đó. Cái này giả. Đúng không? Vậy là giả. Nó lột quá, bữa hôm anh lên em thấy em đang thui á, nó lột nó nóng. Bác sĩ có nhận gì nào chị đi nữa không? Chứ tôi em đi nữa rồi. Chứ ngày tâm hồi chuyển lợi nữa, nhưng không biết là chắc có thể hồi, nếu mà hồi chuyển lợi có thể vô chút nữa. Vô hoài sao chịu nổi? Nói hồi chuyển lợi vô chút nữa, tại vì mình có bị di căn quá nặng hay không. Hồi chuyển lợi là có thể ta vô đó chắc tiếp. Vô hoài chắc chết. Đi đâu nổi đâu, con nước cũng đâu nữa. Đúng rồi, vô thuốc thì nó phải... Em nãy mới nghe Núc nói nấu chảnh rồi bé gái mới đem... Lúc trước là cũng không ăn được, bỏ nguyên cái cơm. Dạ. Mới nhân tiện cũng mới thăm anh Út nè. Nãy chặt cái dừa, tôi nói chặt cái dừa tươi đi. Nổ đi cơm thì tao có miếng cho tao ăn được gì chứ. Dạ. Chặt cái dừa tươi rồi ăn cơm miếng. Tôi ăn được 2-3 muỗng vậy. Tại vì ăn tối là ăn cái bệnh nó kỳ cục.
thuốc nó thấy nhiều quá rồi giờ nó dạng nó làm con người mình giờ mình đâu còn cái não mà ảnh thứ ba tư nhà anh đem ba nhà em ba nhà xong rồi anh đem mình hồi chết. Thì hôm nay á là như mấy cái clip trước á là có anh Quà ở Hoa Kỳ thì anh thấy hoàn cảnh chị vậy đó anh rất là thương, thì anh có gửi cho chị là 2.3 hay 2.3 triệu đó. Đây là 2.3 này là của anh Quà, anh Quà ở Hoa Kỳ làm đến làm rồi anh Quà ở Hoa Kỳ đó. Còn 2 triệu này á là của gia đình tín hữu ngày sau chú Sukito có gửi chị cho chị 2 triệu còn 1 triệu này á là anh Totti kênh YouTube là người dân quê có gửi cho chị 1 triệu thì em cũng xin thay mặt những tấm lòng hảo tâm chúc cho chị như là cho bác trai cho gia đình được vượt qua cái khó khăn này. Mình sức khỏe nha, ráng đi ráng lên chị ơi. Đang cố gắng nha chị. Thì em cũng rất mong là còn rất nhiều mạnh thường quân khác sẽ tiếp tục xem video để giúp đỡ cho chị vượt qua cái hoàn cảnh này, giúp đỡ cho cha chị. Tại vì bác trai hiện tại là đang nằm ở bệnh viện Trà Vinh, thì chị cũng mới trình bày cho cả nhà nghe rồi đó là cha đang bị ung thư tiền liệt tuyến, đang ung thư tiền liệt tuyến mà giai đoạn cuối nữa, rồi bây giờ thận mãn tính. Suy thận mãn thì không có ấy được đâu, là cái chạy thì không được. Hết chạy thận được luôn. Nó qua cái giai đoạn cuối rồi. Ra là hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn luôn cô chú chị và bạn ơi. Thì Khánh cũng như anh Kiệt rất mong cả nhà xem clip chia sẻ để nhiều quý mạnh thường quân biết đến để giúp đỡ cho hoàn cảnh của bác trai cũng như là cho chị Hằng để vượt qua cái cơn hoạn nạn này. Thì những cái tình thương của cô chú chị và các bạn là những cái động lực để cho cuộc sống của chị sẽ tốt hơn. Em cũng xin thay mặt cả nhà chúc cho chị trong nước trong hành chúc cho chị vượt qua cái khó khăn nha. Và cái gì là việc này quan trọng là chị cố gắng cái tinh thần của mình để nó lạc quan thôi. Thì cho dù như thế nào đi nữa thì mình cũng cố gắng thôi, đừng có nản. Tại vì cái bệnh mà mình cứ suy nghĩ nhiều quá là mình khó mà vượt qua cái gì. Tại vì mình cứ cố gắng lên cho dù như thế nào cho nữa, quan trọng là cái tinh thần của mình. Cảm ơn em Em sẽ rất mong là còn nhiều quý anh thương quân còn thấy chị để giúp đỡ cho chị nữa. Khánh xin thay mặt chị Hằng, thay mặt bác trai chúc cho tất cả cô chú chị và các bạn xem video được nhiều sức khỏe. Khánh cũng xin khép lại clip tại đây. Một lần nữa Khánh đang nghỉ cả nhà xem và chia sẻ để giúp cho chị Hằng và bác trai. Khánh cũng tiện hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Có gì em có lên thăm chị về lại. Thôi, bye bye cả nhà.